Nhìn bà này tội nghiệp thế nhở? Phải xem mới được. Ủng hộ là việc của người ta, còn tiếng thơm tiếng tốt là của mình hưởng mà. Ui, sao lắm comment thế? Em gái đã sinh lại còn tốt bụng, thả tim cho em. Vâng, cái đấy em cũng biết anh ạ. Thả tim lại cho anh. Cái gì ở đây? Lá lành đùm lá rách. Anh thích những việc làm thiết thực của em. Việc của em chỉ là xe thôi, để cho những người như anh được trầm trồ. Hôm nay đúng là một ngày đẹp để đi gặp khách hàng. Con gì ơi, giúp tôi với. Tự nhiên tôi đau bụng quá. Giúp tôi với. Thằng phải gặp cái để suy lắm. Em phải đi gặp khách hàng ký hợp đồng lớn chị ạ. Chị nhờ các người ở sau nhá. Giúp tôi với. Mày sướng nha, nốt hôm nay là thoát khỏi bà giám đốc già khó tính rồi đấy. Vâng, rồi thì cũng sẽ là một ông đi Tây, đi tàu về làm sếp rồi mà. Khổ như nhau. Thì ít ra người ta không già mà lại còn đẹp trai nữa. Cái gì? Sao mày biết? Tao làm thư ký riêng mà còn chưa biết cái gì đâu nhá. Thì tao nghe bà trưởng phòng phòng tao mấy lần đi học về nói vậy. Này, biết cái gì? Kể đi, tao không biết đường đi toán. Thấy bảo trẻ lắm, đẹp trai, lại còn độc thân nữa. Độc thân? Ừ, ông ấy còn là mạnh thường quân chuyên đi từ thiện rồi đấy. Được đấy. Rồi, ok. Tôi sẽ báo với cậu sau, thế nhá. Alo, vâng ạ. Thanh thủ rồi nghỉ trưa thì em sẽ qua nhà chị để mang đồ từ thiện nhé. Vâng ạ. Rồi có gì thì chị em mình sẽ bàn chuyện đi thiện nguyện cuối tuần này luôn. Bây giờ em có chút việc nhé. Sếp có việc gì không ạ? Không có việc gì đâu. Cô cứ đi làm việc tiếp đi nhé. Thế em mang số giấy tờ này ra ngoài nhé. Ok. Xin lỗi sếp vì mang tài liệu đến muộn ạ. Tại vì trưa nay em tranh thủ giờ nghỉ trưa đi giao thức ăn cho người vô gia cư thì nên là... Thôi, không sao. Em cảm ơn sếp ạ. Thế bây giờ em xin phép ra ngoài làm việc ạ. Ừ. Amin này. Dạ. Tôi muốn hỏi cô một câu. Sếp có gì căn dặn ạ? Có phải là cô hay đi làm từ thiện đúng không? Vâng ạ, nhưng mà em chỉ làm vào thời gian rảnh rỗi thôi. Okay. Em hứa là không ảnh hưởng công việc đâu ạ. Rồi ok. Tôi có một dự án này, tôi muốn nói với cô. Dự án gì ạ? Sắp tới, tôi và mấy người bạn muốn tổ chức một chuyến đi lên làm từ thiện cho các trẻ em nghèo trên vùng cao. Không biết là cô có muốn tham gia cùng hay không? Thế thì còn gì bằng ạ? Vậy thì tốt rồi. Chúng ta bàn luôn nhỉ? Được ạ. Đây. Đoàn của mình sẽ đi vào 4 ngày 3 đêm. Đoàn của mình sẽ đi vào 4 ngày 3 đêm. Mình sẽ mong tất cả. Nhìn chán đời thế. Đang đau hết cả người đây. Làm sao? Thì nguyên cả tháng nay cuối tuần nào cũng tha nhau đi lên núi từ thiện. Chả biết được làm cái gì nữa. Bã à người. Làm người yêu của một sếp tổng đi từ thiện thì phải chịu chứ sao? Này, tao nói thật nhá. Tao không hiểu tại sao mà cứ phải lấy cái số tiền mình vất vả kiếm được để mà đi cho mấy người không quen biết gì. Tao mà vào được cái nhà ấy á, tao cầm tiền, cầm sạch. Số tiền đấy á, để là cung phụng nuông chiều tao. Chứ lấy đâu đa mà đãi gà rừng cái kiểu đấy. Điền. Lên làm phu nhân rồi thì đừng quên người bạn này nhá. À, tiện khoe luôn.
Ngày mai tao ra mắt nhà bên kia rồi đấy. Uầy, thật á? Ừ. Thích thế. Thế thì ngày mày lên làm phu nhân xếp tổng không xa nữa đâu. Cố lên nhá. Chắc chắn rồi. Alo, anh hả? Ừ. Em phải mua ít quà cho mẹ chứ. Làm sao đi tay không đến được. Không được đâu. Với lại là mình cũng sắp là người một nhà với nhau rồi, ngại gì. Em nghe không rõ. Anh không đến được à? Thế thôi, để em bắt taxi cũng được. Đi taxi cho anh yên tâm mà. Ok, yêu anh nhá, lát mình gặp nhau. Cô, bà làm gì đấy? Giật khách của mình. Cô cứu tôi với, tôi bị tụt huyết áp. Này, bà tụt huyết áp. À, lại mấy cái trò lừa đảo hay đăng trên TV ấy mà. Này, con này không dễ bị lừa đâu. Không, cô ơi, tôi bị thật mà. Hay là cô gọi giúp tôi cho con trai tôi với. Cái gì? Điện thoại của bà đâu mà phải nhờ tôi? Tôi không rảnh. Tôi quên. Quên? Này, bà ngất thật đấy à? Lượn không phải rất cả một thân bây giờ. Em đến rồi đấy à? Mà bạn cũng làm sao thế này? Em mệt lắm, vào nhà đi đã. Nào, em kể đi, có chuyện gì? Hả? Kể đi, có sao không? Nãy em đi trên đường thì gặp một bác bị tụt huyết áp. Thế nên là vội vàng đưa bác ấy vào bệnh viện. Ra mới lên muộn thì đấy. Nhưng mà tại vội quá thế nên em cũng để mất giỏ hoa quả mua tặng mẹ ở đấy rồi. Không sao. Đấy. Đấy là việc tốt mà em. Giá mà lúc đấy mẹ anh gặp được một người tốt như em thì có phải là... Mẹ làm sao anh? Thì biết là hôm nay em đến chơi. Thế là mẹ anh nhất quyết ra chợ để mua thức ăn về nấu cho con dâu tương lai. Mà chả hiểu sao đi đường lại bị tụt huyết áp. Xong là ngất ngay ra đường. Thế mẹ có làm sao không? Cũng may là không sao. Người dân xung quanh người ta đưa lên viện, nên là gọi điện cho anh. Già rồi khổ lắm. Mày thế. Tạ ơn trời Phật. Do nhà mình tích đức ấy. Không phải đâu, mà là do phúc đức của con dâu tương lai đấy. Mà anh bảo nhá, lúc nãy mẹ anh có gặp một cô gái trẻ xinh, nhưng mà nhất quyết người ta không giúp. Chắc là sợ liên lụy. Đâu mà ác ấy nhỉ. Giá mà ai cũng tốt như em thì có phải là xã hội này tốt lên hơn bao nhiêu thôi không? Được rồi, không phải đi. Để em vào phòng thăm mẹ nhé. Để anh đưa em vào. Mẹ. Thôi, không cần phải thăm mấy non gì đâu. Sao mẹ không nằm trong phòng lại đi ra đây làm gì? Bác là... Chắc cô nghĩ tại sao tôi lại ở đây chứ gì? Tôi ở đây là vì sao? Tôi là mẹ của thằng Hưng. Thế là mẹ với My quen nhau từ trước ạ? Mẹ không những biết cô ta, mà mẹ còn quá hiểu về con người cô ta như thế nào cơ. Cháu bác ạ. Là sao con không hiểu ạ? Cô này chính là cái cô gái vừa lúc nãy mẹ kể với con gặp ở ngoài đường ấy. Cô gái lúc nãy là cô gái bỏ mặc mẹ ở ngoài đường ạ? Đúng rồi. Mẹ ơi, chắc là mẹ nhầm với ai thôi. Chứ con biết My từ lâu rồi, với cả My không phải là cái loại người đấy đâu. Con ạ, mẹ già rồi, nhưng mà ấy, mắt của mẹ rất tinh, trí nhớ của mẹ quá ổn. Con cứ hỏi lại cô ta xem. My, em giải thích chuyện này đi. Bác ơi,
bác cho cháu xin lỗi ạ. Tại lúc này cháu vội quá, thế nên là mới hành động thiếu suy nghĩ như thế. Cháu không cố ý đâu ạ. Thế cái chuyện mà em giúp đỡ một người già lúc nãy, tất cả là gì? Là bịa chuyện chứ còn là sao nữa? Thế vậy còn những chuyến đi từ thiện của em giúp đỡ trẻ em nghèo trên vùng cao, tất cả đều là nói dối à? Em xin lỗi bác ơi, cháu xin lỗi ạ. Anh thật quá thất vọng với em đấy My ạ. Anh Hương, em biết là em sai, em xin lỗi rồi. Đang trước mặt mẹ với lại chúng mình sắp làm đám cưới, anh sẽ chẳng còn cả đám cưới nào cả. Chúng ta chấm dứt ở đây đi. Anh không thể quen, không thể chấp nhận một người phụ nữ giả dối như em được, em hiểu không? Giả dối? Đúng. Anh đang trách mắng tôi đấy à? Được. Thế thì tôi cũng nói luôn cho anh biết, kế hoạch thì cũng coi như đổ vỡ rồi. Tôi không hiểu tại sao các người lại cứ phải phung phí số tiền mà mình vất vả kiếm ra được để bố thí cho người khác. Muốn người ta tôn trọng à? Muốn người ta ca ngợi à? Thế chỉ cần làm như tôi là được mà, cần gì phải phung phí tiền bạc như thế? Này, sao cô lại cứ lợi dụng cái nỗi khổ của người khác để đánh bóng cái bản thân mình như thế à? Thôi mẹ ạ, mẹ không cần phải nói nhiều với cô ta. Để tôi nói luôn cho cô biết, trước khi tôi ký quyết định sa thải cô, thì bây giờ cô bước chân ra khỏi nhà tôi đi. Tôi không muốn thấy mặt cô một lần nào nữa, cô hiểu không? Không cần anh đuổi, tôi cũng đi. Công việc này, tôi xin nghỉ, không cần làm phiền anh phải ký. Nói luôn cho anh biết, tôi sẽ tìm người đàn ông khác giàu hơn anh, giỏi hơn anh. Cố. Và quan trọng, khôn hơn anh. Chào. Đúng là hết thuốc chữa. Thôi con ạ, cái loại người như thế mà thì ác giả ác báo thôi. Dạ vâng. Thế để con đưa mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi ạ. Anh về nhé. Thôi, lát anh có mấy công việc mà em tự về được. Không sao đâu, anh đi em về. Không sao, em tự đi taxi về được nhé. Cháu uống nước đi. Dạ, cháu cảm ơn. Chú nữa đi chú. Nhắc xong. Dạ. Bố gọi con về có việc gì không ạ? Ngồi đi con. Đây là anh Hưng, là con bác Hải, bạn thân của bố đến chơi. Trẻ như thế này mà đã là tổng giám đốc rồi đấy. Chào anh ạ. Chào em. Còn đây là Hưng. Dạ. Còn đây là con gái chú. Dạ vâng ạ. À, bố quên mất. Bố phải lên chuyển tài liệu cho đối tác. Con tiếp anh của bố nhé. Kêu bố. Hai đứa làm quen đi. Dạ vâng ạ, chú đi thong thả. Dạ vâng. Đấy, em ngồi đây, em ngồi đây. Ngồi đây. Chú ngồi đây. Hiện nay em đang làm công ty nào? Em đang làm ở iBlog. À, công ty ở đoàn nào đấy? Lương có ổn không? Lương béo lắm mẹ ạ. Béo á? À anh bảo này, tối nay anh mời anh đi ăn nhá.
thằng Hưng nó về rồi hả? Bố, con không thích những chuyện như thế này đâu nhá. Không thích cái gì? Như thế này là như thế nào? Thì là chuyện mà suốt ngày bố gắn ghép con cho chủ tịch này giám đốc nọ. Chả hay ho gì. Không thế. Để chị đâm đầu vào yêu cái thằng nhân viên quèn kia à? Bố, con đã 24, 25 tuổi đầu rồi. Mấy chuyện tình cảm con cũng quyết định được rồi mà. Tôi chỉ có mỗi mình cô con gái thôi. Sau này tôi chết đi, tài sản tất cả tôi để lại cho chị hết. Để chị tự quyết ấy, rồi chị lại rước cái thằng rể không ra gì về, nó cướp trắng tài sản của tôi đấy. Con nói gì vậy? Với lại, con thấy những người có ý đồ xấu là cháu không quý hóa của bố ấy. Vớ vẩn, nó đường đường là một giám đốc, một doanh nghiệp đang phát triển. Làm sao mà nó phải làm như thế? Chắc chị lại có ý coi thường tôi không biết chọn người gì. Con không có ý đó. Nhưng mà lúc nãy nói chuyện con thấy anh ấy sâu xa rồi. Mà với lại là con với anh Linh cũng yêu nhau lâu rồi. Con yêu nhau thật lòng. Thế nên là bố đừng nói những lời xúc phạm em như thế. Chị giỏi lắm đấy. Bây giờ chị dám cãi cả bố chị. Chắc là cái thằng ít học kia nó dạy chị hư như thế gì. Thôi, con xin lỗi. Thật ra con không có ý đó. Tại vì con cũng chỉ là muốn bảo vệ cái cơ nghiệp mà bố xây dựng cả đời thôi mà. Với lại, ở đời ấy, biết đây biết đó. Nhưng mà làm sao biết lòng của nhau. À, bố ơi, hay là mình làm phép thử đi. Thử á? Thử như thế nào? Ok không bố? Ừ, được. Chốt nha. Ừ. Con gái cũng giỏi lắm. Ngày qua chú ạ, hôm nay cháu lại được gặp chú ấy. Chứ cả tháng nay cháu liên lạc với chú với em mà có được đâu. Và không biết là gia đình của nhà mình có được gì không hả chú? Cái mi nó... Em mi làm sao hả chú? Nó bị tai nạn. Trời ơi! Bị tai nạn? Chú ơi! Thế hiện tại em đang làm ở viện nào hả chú? Nó bị cả tháng nay rồi. Sáng nay vừa mới ra viện. Sức khỏe thì cũng tạm ổn. Ngày ngon. Chỉ có điều... Chú ơi! Có điều gì hả chú? Chú ơi, chú nói nhanh lên không, cháu lo quá chú ạ. Chỉ có điều vụ tai nạn đã làm mặt mũi nó bị biến dạng hết cả. Phải băng kín hết cả mặt. Bác sĩ nói rằng sau này có làm phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể khôi phục lại như cũ được. Còn bé nó sốc lắm, suốt ngày chỉ ở trong phòng thôi. Hay là chú đưa cháu vào thăm em nó rồi cháu động viên em nó một chú nhé. Dạ vâng ạ. Chú để cháu mở cửa. Mi! Mi! Mi, em muốn nhận ra anh không? Anh ở hôm nay em nhận ra anh không? Mi! Đấy, nó suốt ngày như thế đấy, chú lo lắm. Bằng kính mặt thế này chắc kinh dị lắm đấy. Chú ơi, cháu bảo này, bây giờ y học nó phát triển lắm. Thế mà Việt Nam mình không chữa được thì mình mang sang nước ngoài. Lo gì đâu mà chú. Nhưng mà như thế thì tốn kém lắm. Tiền đâu ra hả cháu? Tốn kém thì tốn kém. Nhưng mà cháu nghĩ là với kinh tế nhà mình ấy, thì cái chuyện này nó không làm khó được đâu chú ạ. Cũng khó khăn lắm. Vừa rồi, để giữ được mạng sống cho Nghi, chú đã phải bán hết cả công ty rồi. Ngay cả cái căn nhà này cũng chỉ vài hôm nữa là người ta đến lấy thôi. Chú còn không biết là sau này chú và My sẽ phải sống như thế nào đấy. Chú nói thật ạ? Thế có nghĩa là bây giờ chú trắng tay rồi cháu ạ. Trời ơi, không thể nào. Làm sao mà thấy được nhỉ? Cũng may là mạng sống của My còn giữ lại được. Sau này khi hai đứa yêu thương và lấy nhau
chú phải nhờ cháu chăm sóc nó. Chú biết là cháu sẽ vất vả hơn nhiều, nhưng những ngày sống với nó thì cháu cố gắng yêu thương nó nhiều hơn giúp chú. Dạ, cháu xin lỗi ạ. Nhưng mà chú vừa bảo là cháu cưới ai cơ ạ? Thì cháu vẫn nói là cháu yêu con gái chú và muốn cưới con gái chú làm vợ mà. Mà chuyện này thì chú cũng đã bàn với bố cháu rồi. Chú ơi, chuyện của chú với cả bố cháu là chuyện của một tháng trước. Còn chuyện của ngày hôm nay là ngày hôm nay. Chú phải nhớ rõ điều đấy. Cháu nói thế là như thế nào? Để cháu nói luôn cho chú biết nhá. Cũng đúng là cháu có thích con gái của chú. Nhưng mà lúc bị là con gái của chú xinh đẹp. Thế hóa ra là cậu chỉ yêu con gái thôi vì mỗi cái ngoại hình thôi ạ? À? Nếu mà chú nói cháu yêu con gái chú về ngoại hình thì cũng đúng. Nhưng mà thiếu là vì cô ta giàu, chú giàu. Nhưng mà bây giờ thì chú thì phá sản rồi, con gái chú thì tàn phế rồi. Bây giờ mà cháu cưới về để ôm cái đống quần nợ về à? Đặt lên bàn thờ à? Bỏ quách nó đi cho nhẹ nợ chú ạ. Này! Này, có chắc ăn được thằng này không? Cứ từ từ bỏ tay xuống. Bây giờ già rồi, có tuổi rồi, phải giữ gìn sức khỏe để lo cho con cái. Con gái rượu nữa tức giận đấy là hại sức khỏe lắm chú ạ. Mày im mồm đi, khốn nạn! Mày cút ra khỏi nhà tao ngay, cút! Ông không cần đuổi thằng này cũng tự đi nhá. Ba, bố bớt nóng đi, đừng có tức giận quá. Mi ơi, Mi ơi, Mi, em. Này cậu, cháu bác, em làm sao thế này? Em có đau không? Này thì em cả tháng rồi mà không được, sao em không nói gì cho anh biết chứ? Em có biết là anh lo cho em nhiều lắm không? Em... Này này, ai cho cậu vào đây? Cậu đi ra ngoài giúp tôi. Bác, cháu xin lỗi bác, cháu lo cho Mi quá. Cháu tìm cô ấy cả tháng anh mà không được. Cháu biết tin Mi bị tai nạn, cháu tới đây ngay. Cháu thấy cửa mở, cháu không kìm được nên đã xông vào. Cháu xin lỗi bác ạ. Anh Linh, bác sĩ bảo với em, nếu em tháo cuốn băng này ra thì khuôn mặt sẽ trở nên biến dạng và xấu xí. Em không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt của em như thế đâu. Anh về đi, làm ơn đi ra ngoài đi. Đi, em có đuổi cũng không đi đâu. Dù thế nào chăng nữa, anh vẫn yêu em. Thậm chí anh còn yêu em nhiều hơn đấy. Anh, em đừng nghĩ linh tinh nữa. Anh sẽ chăm sóc cho em, anh sẽ bù đắp cho em. Nó thế có nghĩa là cậu sẽ cưới con gái tôi, cho dù nó... Chắc chắn rồi ạ. Để khi nào em Mi khỏe mạnh, cháu sẽ về bảo ba mẹ cháu đến nói chuyện với bác. Xin phép bác cho cháu cưới Mi về làm vợ ạ. Vậy là tôi yên tâm rồi. Thời gian vừa rồi, vì lo cho con bé mà tôi đã phải bán hết tất cả nhà cửa, công ty. Bây giờ bố con tôi không biết đi đâu, ở đâu. Tôi nhờ cậu chăm lo dùm cho em nó. Bác, thật hả bác? Tôi già rồi, không còn cái gì quan trọng nữa. Tôi sẽ lang thang kiếm ăn đâu đó cũng được. Kìa bác, bác đừng nói như thế ạ. Thế này đi, cháu tuy không giàu có gì, nhà cũng phải đi thuê thôi, tuy tiền chuộng một chút. Nhưng cháu có thể đón bác và em Mi về cùng cháu, nếu bác không ngại ạ. Cậu nói thật chứ? Dạ vâng ạ. Bác, cháu biết bác cũng ngại. Với lại bác cũng là người trọng anh Dự nữa. Nhưng không sao đâu ạ, trước mắt bác đưa về ẩn tạm thì cháu cũng được. Cậu đúng là một chàng trai tốt bụng. Thế mà trước đây tôi đã có lần nghĩ xấu cho cậu. Bác, không sao đâu ạ. Cháu nghĩ là ba mẹ nào cũng cho con cái mình thôi. Cậu không trách tôi chứ? Không, cháu yêu Mi. Cháu yêu tất cả những gì thuộc về gia đình. Anh Linh, em cũng yêu anh. Em, Mi. Tất cả chỉ là phép thử thôi. Em không sao à? Em dám thử anh? Em không dám đâu. Tại bố ấy. Không phải tại Mi đâu. Đấy là phép thử dành cho cháu đấy Linh ạ. Nghĩa là sao? Cháu chưa hiểu ạ?
qua đây thì bác cũng tỉnh ngộ ra nhiều. Bác thành thật xin lỗi con. Xin lỗi con về tất cả. Anh Linh, em cũng xin lỗi anh. Anh đừng giận em. Em ngốc lắm. Không ai bị làm sao cả. Anh phải mừng mới đúng chứ.